Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần. Sáng nay thì poster của Cường đã được may treo trên đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Qua Cùng Khương cả nhà. Và Xuân Mỹ đã đi thực tế vào trưa nay, quay được mấy cái poster. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin mời mọi người cùng theo dõi ha. Xin chào cả nhà, một cái tin vui sáng thứ ba. Hôm nay là một khán giả phát hiện poster của show diễn 28 tháng 5 của Cường đã được treo. Đây là đầu đường Cách Mạng Tháng 8, ở này là ngay góc cua từ đường Trần Phú, vòng xoay Hùng Vương, Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Trãi và lên Cách Mạng 8. Này là đầu đường Cách Mạng 8 nè cả nhà. Và cả nhà nhìn thấy gì không? Bên kia đường là Vincom, siêu thị Vincom Plaza đó nghe cả nhà. Và bây giờ Xuân Mỹ quay cái vòng nè, vòng xoay nè, đó là thẳng xuống Sóc Trăng, đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, đây ở dưới Nguyễn Trãi đi lên nè, cả nhà đi thẳng nha. Quẹo phải là xuống bến phà cũ đó. Rồi, cả nhà thấy không? Wow. Bây giờ Xuân Mỹ sẽ đi thẳng một đường lên Cách Mạng Tháng 8, quay lại cái poster này. Và Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà là may treo poster này là có sự góp ý của cậu Út Gò Công. Vừa mới góp ý đây nha cả nhà. Sau khi mà Xuân Mỹ đi quay cái chỗ Cồn Khương hôm 11 tháng 5, Xuân Mỹ nói là chưa thấy poster đó là thật sự là Cường góp ý nha cả nhà. Đó, bây giờ thì Xuân Mỹ xin mời cả nhà đi theo Xuân Mỹ nha. Giờ Xuân Mỹ mời mọi người đi cùng Xuân Mỹ lên đường Cách Mạng Tháng 8 có bao nhiêu cái poster nha. Giờ này thì giờ tăng tầm cho nên xe rất là đông. Xuân Mỹ chạy từ từ nha cả nhà. Xa xa sẽ có một cái poster. Rồi, lần này thì poster treo ở dọc theo các cây cột điện ở dọc đường Cách Mạng Tháng 8 nè, cả nhà xem ha. Đó, hai cái, bán vé được quá trời rồi, hôm nay còn hơn 30 vé ha cả nhà. Xuân Mỹ vừa mới kiểm tra còn hơn 30 vé. Đây nè, cái poster này tương đối thẳng nè. Đó, còn hơn 30 vé mới treo poster, treo ở lặng giữa đứng luôn đó ha, trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 nha, đi thẳng lên Cồn Khương đó. Mời cả nhà đi theo nha. Hôm nay là còn 30 vé nữa, hôm nay là 16 rồi, còn 12 ngày nữa để tới show. Mà treo poster như vậy thì cũng vừa ha cả nhà, cũng vừa. Rồi tới đèn xanh đèn đỏ mình dừng cái. Chào cả nhà. Rồi ở đây là đường xuống, đường từ Cách Mạng 8 quẹo vô Mỹ Nhân Cừ là qua Cồn Khương này cả nhà. Bây giờ thì mới có poster tiếp nè. Giờ Xuân Mỹ đi lên cầu Cồn Khương, Xuân Mỹ quay dọc đường cái poster cho cả nhà xem ha. Đó, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái đó dọc đường. Rồi ha, đường này qua cầu Cồn Khương nè. Giờ mình đi qua tới luôn La Valley thử xem ở trước La Valley có poster không nha. Đây, đó, poster. Ở chỗ này có cái Nguyễn Học Đào đây, lên cầu Cồn Khương nha cả nhà. Đó. Rồi để Xuân Mỹ chạy qua cầu lần nữa để xem coi có poster nào không. Hồi nãy thì trời vẫn mưa nhưng mà bây giờ thì nắng lên rồi nè. Cả nhà nhớ là xuống bỏ cái ngã ba đầu tiên thì không quẹo trái, xuống tới cái ngã ba thứ hai thì quẹo trái ha. Ha. Rồi,
quẹo trái ở đây nha, quẹo trái ở đằng trước đường Nguyễn Hữu Trí. Trên hàng cây sau đây rồi, cứ đi thẳng vô hoài ha. Nè, chưa có poster luôn, như vậy là chỉ có ở ngoài đầu đường Nguyễn Trãi, đầu đường Cách Mạng Tháng 8, hướng từ dưới Nguyễn Trãi đi lên, đối diện với Vincom Plaza. Vincom đó là Vincom Hùng Dương đó cả nhà, ở Cần Thơ gọi là Vincom. Rồi nhà mình thật đẹp ghê không, Vincom Hùng Dương nha. Rồi bây giờ mình đi vô Lava Lay, mình đi thẳng, đi thẳng. Trở lại lần nữa xem phía trong này có poster, có cái gì chưa nha, hay là chỉ ở bên ngoài thôi. Vé thì sắp sold out rồi, còn có hơn 30 vé có lẻ. Biệt thự đẹp không cả nhà? Vô khúc trong này thì vắng, là nó đã gần cuối đường rồi đó cả nhà. Rồi đây Lava Lay nha, đó bên phải vô à, có một cái biệt thự ở đầu đường, có một cái biệt thự trà bá luôn, quá đẹp luôn nè, biệt thự số 62. Rồi kế bên Lava Lay là có sauna, sauna. Rồi. Đây. Bếp. Nè. Lava Lay. Lava Lay chưa mở cửa. Hả? Như vậy là trước Lava Lay chưa có poster gì hết trơn nha. Nè. Phía này là có một cái quán anh đào, bên đó là đất trống, là vườn nha cả nhà. Có một bãi đất trống. Đây. Có một cái quán. Còn phía sau này là đất trống à, để Xuân Mỹ vô quay lại cái ở trong sân khấu cho mọi người xem ha. Nè, Lava Lay chưa có poster gì hết. Chỗ này chắc chỗ để cho ca sĩ nghỉ ngơi hay sao. Đó, những cây cọ dễ thương. Phía sau này là đất trống, chưa xây dựng gì hết. Rồi, để Xuân Mỹ đi vô quay lại cái khoảng không này cho cả nhà xem ha. Nè, ở đây nó có khoảng không trống trồng cây xương rồng tai tượng, để mình thò đầu vô mình quay nè. Xuân Mỹ quay cho cả nhà xem ha, khu vực sân khấu nè. Đây cả nhà thấy cái hồ nước không? Đó, trên đó thì nữa là mây sẽ trang trí sân khấu à, đó, cái hồ nước đó. Rồi ở dưới cái đất trống, ngay chỗ khu vực mà hàng ghế VIP là không có mái che nha. Nhưng mà ai ngồi cái hàng ghế mà ghế màu xanh với ghế 850 là có cái mái che được khúc nè. Ngon lành chưa, có cái mái che được khúc. À, Xuân Mỹ thấy nhà vệ sinh rồi cả nhà ơi. Nhà vệ sinh bên đây, bên góc này nè, cả nhà thấy không? Đó, cái ngón tay Xuân Mỹ. Đây, đó, chỗ đó là nhà vệ sinh. À, đây là đất trống nha. Đó, tới khúc đó là khúc cuối đó. Rồi, phía bên kia là thêm một hàng ghế nữa. Rồi, trước mặt là trên lầu. Đó, trên lầu có cái sân khấu. Nè, zoom xa ra nè. Đó. Đây, ghế sẽ được ngồi ra tới đây. Đó. Rồi cả nhà xem lại nha. Nè, sân khấu. Đó, quay lại lần nữa. Cổng nè. Rồi cả nhà thấy rồi ha. Cả nhà thấy khu vực sân khấu chưa? Đó, như vậy là có poster ở ngoài. Có poster ở ngoài đường Cách Mạng Tháng 8 và đường
đầu đường Nguyễn Nhân Cừ qua cồn Khương. Đây Xuân Mỹ đi ra nè. Có hai đoạn, có hai đoạn chơi poster nha cả nhà, vì nó có chiếc xe hơi cho nên Xuân Mỹ không quay. Phía bên kia có một cái tòa nhà đang xây dựng, công trình đang xây dựng rất trống. Như bữa hổm Xuân Mỹ đã quay cho cả nhà rồi đó.